Samsung AI Eco Bubble, tự động phân bổ nước giặt xả theo độ bẩn.
Samsung AI Eco Bubble, tự động phân bổ nước giặt xả theo độ bẩn. Ngay bây giờ chúng tôi sẽ cập nhật kết quả. Tấm vé cuối cùng đã thuộc về. Hồi hộp quá, gây cứng quá. Xin chúc mừng. Cù Bông nhận được phần trăm lượt bình chọn từ hội đồng tư vấn là 21,58% và khán giả là 41%, tổng là 62,59%. Các người đôi các bạn nhận được phần trăm lượt bình chọn từ ban cố vấn là 7,19% và khán giả là 30,22%. Tổng kết quả phần trăm bình chọn là 37,41%. Mừng quá. Wow. Như vậy là tô bún bò sẽ không bị ruồng bò nữa. Như vậy thì ngày hôm nay màn lộ diện của cá ngựa đôi để xem họ là ai và khán giả đang muốn chiêm ngưỡng giọng hát thật của họ và bài hát của họ như thế nào. Cảm ơn cá ngựa đôi rất nhiều. Thương. Kìa voi nhớ kìa. Thôi không có quyển lộn nữa, ôm nhau. Rồi mời vô vào trong. Và đây, giây phút lộ diện của bộ đôi cá ngựa. Nhưng trước tiên là giây phút lộ liễu của hội đồng cố vấn để xem họ điền cái tên gì. Xin mời biệt đội áo đen hãy tới ngân hàng VIP và lấy phong bì ra đây ạ. Trời, có những khách mời Bảo Anh. Một trang giấy trắng. Rồi có một cái tên được gạch một cách ngoẹt ngoạc. Linda. Linda Trang Đài hả? Em nghĩ vậy. Tiếp theo Bích Phương. Cá ngựa xanh bỏ trống. Không biết à. Cá ngựa cam Trương Thảo Nhi. Em có cảm giác chắc chắn. Tóc tiên dự đoán cá ngựa cam là Trương Thảo Nhi và cá ngựa xanh là Hoàng Tôn. Không phải rồi. Thì giờ đoán đại con Hương để giấy trắng. Chuẩn rồi. Ôi, chính tôi. Trời, anh tôi có hai đáp án. Đó chính là Trương Thảo Nhi và Phạm Đình Thái Ngân. Nếu như anh đúng thì em sẽ có cái nhìn khác về anh. Trước gì anh có cái nhìn như thế nào về anh? Em nghĩ là radar của anh cũng lúc tịt lúc tè giống em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở từng nhân vật trước. Nữ trước đi. Chắc bà cam nè. Xin mời bị đỏ đen ạ. Mở cá ngựa cam trước. Mở ra. Mở ra. Mở ra. Mở ra. Mở ra. Và đó là ca sĩ Trương Thảo Nhi. Anh chào mấy anh chị dễ thương. Em hồi hộp tới mức mà em ra mà em rung. Em rung rồi đó hả? Sao hát hay vậy? Rồi, bây giờ muốn tố cáo luôn bà Thanh không? Em tố cáo. Đây, bắt. Để em mở ra. Mở ra. Mở ra. Mở ra. Và đó là trời ai đúng rồi Phạm Đình Thái Ngân.
Thưa quý vị, anh Chính Thành là vị cố vấn đoán chính xác ở hai tên này và chúc anh nhận được một điểm đầu tiên của chương trình. Rất vinh hạnh được nhận điểm số hiếm hoi này. Trước gì có cái nhìn như thế nào vậy anh? Em nghĩ là radar của anh cũng lúc tịt lúc tè giống em. Đổi cách nhìn khác với anh đi. Em đổi luôn. Quẹt. Rồi đằng sau tự nhiên thành một cặp cá ngựa nè. Dạ, thì tụi em kết hợp với nhau là do bình thường tụi em cũng hay rớt miếng chung với nhau. Rớt miếng cộng rớt miếng mà kết hợp lại thì nó sẽ... Rớt luôn á. Thì nó sẽ... Rớt luôn á. Nhưng mà em là vợ của anh Ngựa Kế Huê. Ủa gì vậy? Cái gì đó bà nội? Cái miếng rớt gì vậy? Cá ngựa nam ơi, màu cam đúng không Gân? Dạ. Em có hiểu gì về hài hước không? Em không hiểu đó. Đó, duyên nha. Muốn đi chậm thì đi một mình, muốn đi luôn đi cùng nhau. Đúng gì vậy trời? Em ơi, hình như gương mặt chưa chấp nhận được thực tại em ơi. Ngân sẽ nhớ Nhi nhiều lắm. Đúng rồi. Em cũng nghĩ vậy, ngày hôm qua Ngân đã hâm he rồi. Trời ơi. Em tập rất nhiều nhưng mà kiểu em ngồi kế bên, em kêu là nốt này nè, bạn vẫn phi qua nốt khác. Và em cọc, cái kiểu là em cọc đáng yêu thôi chứ không phải là em cọc như anh Thành. Như anh Thành, đã lộn. Nè giờ mới cọc nè. Xuống. Sao tụi chọn tham gia chương trình The Masked Singer? Dạ tại vì em có một cái suy nghĩ trong đầu luôn á. Nếu như mà không ai thấy được cái mặt của em á thì giọng em có mọi người có thể nhận ra được hay không. Sau cái lúc mà mấy anh chị đoán ra tên em á, em vui, sau đó là em buồn là có thể em sẽ phải dừng lại. Theo anh nghĩ nhá, khi em vừa hát lên mà mọi người ai cũng nhận ra em, ở một cái độ tuổi trẻ như vậy em nên vui bởi vì em đã có chữ ký âm nhạc của mình. Thì em vừa không được nhận ra, em vừa rớt luôn thì em phải làm sao? Riêng em thì anh có lời khuyên cụ thể cho em. Em hãy nhớ bạn em nhiều hơn. Chọn bạn mà chơi. Không phải, tại vì hôm nay em hát cũng khác nữa. Em giỏi chị đó. Em giỏi thì chị cũng xin lỗi em. Tại vì Ngân đã từng hát chung với em trên Đà Lạt. Vừa quánh đòn được rồi đó. Nhưng mà thật sự lúc đó Ngân hát giọng rất là mảnh. Thì bây giờ tự nhiên chị nghe ở đây giọng dày hơn rất nhiều hay là do em đi học thanh nhạc chăm chỉ quá? Thú thật nha là anh không hề nhận ra giọng Ngân ở vòng này. Hôm nay tự nhiên anh lại thấy em hát dày hơn nhiều. Như vậy thì rõ ràng là em đã luyện tập nhiều và em đã có một cái bước tiến lớn hơn rồi. Chúc mừng em. Em cũng đắn đo, nếu như mà mình hát bình thường thì sao ta? Hay là mình làm cho nó khác một chút xíu, nhưng mà ai dễ nó khác quá. Tôi tính bước này. Em không tính tới cái bước mà em cầm cái đầu sớm vậy. Em cũng vậy luôn á. Em còn nói mấy tập sau cấp cho em thêm đôi cánh. Thì ra là tập này có luôn rồi, cái cánh bay về nhà luôn. Trời ơi, tụi em chọn bài nữa. Đừng ngoảnh lại. Để em rời xa nữa. Trong đoạn clip vừa rồi thì có con số 78. Đây là số gì? Dạ là số size giày hai tụi em cộng lại. Trời ơi. Quá trời. Mà mình chia sẻ thêm về cuộc sống của chúng ta đi. Mẹ em là nghệ sĩ cải lương. Dạ. Nhưng mà vì cũng lo cho gia đình cho nên là hồi đó không có theo nghề. Thì bây giờ tới đời con sẽ đi hát lo cho cả nhà. Đó, hai bạn. Rồi, sản phẩm nổi bật của hai bạn thì quá nhiều bài hit rồi. Cũng là đắt xô rồi. Có lúc ế xô chứ. Ế xô? Sao vậy? Tại vì em cảm thấy giống như là em không biết là em nên hát cái mà khán giả muốn nghe hay là hát cái mà em thích. Nhưng mà thời điểm hiện tại em đang đứng đây nè, em vui lắm. Bởi vì em đã tìm được cái điều mà em muốn làm. Đó chính là em viết nhạc và hát những cái ca khúc thể hiện cá tính của em mà mọi người vẫn nghe được bài hát đó. Em cố gắng vì cái niềm đam mê của mình bằng một cách nào đó và em đã làm được 10 năm. Thì anh chỉ nói với em như thế này, nếu thật sự em nghĩ em là một nghệ sĩ sống vì cái đam mê thì anh nghĩ mình phải tin cái điều mình tin trước. Mình phải yêu cái điều mình yêu trước. Vô tình cái điều mình yêu, người ta đồng cảm và yêu giống mình. Anh không tin rằng một người nghệ sĩ có cái niềm tin cho cái tác phẩm nghệ thuật mình đẻ ra mà nó đủ hay lại không được người ta đón nhận. Cảm ơn. Còn Thái Ngân thì sao ạ? Những cái bài của Ngân thì có mấy bạn sinh viên kiểu nhiều khi không cần hát thì các bạn sẽ hát chung. Thực sự em nghĩ đó là một cái hạnh phúc của một người nghệ sĩ. Bây giờ là ca khúc mình lựa chọn lộ diện ngày hôm nay như thế nào ạ? Thôi tụi em xin phép được hát theo cái sở trường của mình, đó chính là sáng tác và hát. Bài của em thì nó kể về một người đàn ông lúc nào cũng suy nghĩ tùm lum hết, nhưng mà bên cạnh anh ta luôn có một người chăm sóc và giữ người ta lại. Còn bài của em là sau khi hai người quen nhau 8 năm xong là quyết định là chia tay.
nhưng mà vẫn tôn trọng nhau. Anh thấy bài đó hợp tâm lý của tụi em ngay lúc này. Dạ em cũng thấy vậy. Câu chuyện này hay, nhân văn. Rồi ai cũng hạnh phúc. Xin mời. Bắt đầu từ lúc nào mà chúng ta lại
phải sống tiếp tìm được ai thật mạnh mẽ, thật hạnh phúc, thật bình yên để viết tiếp giấc mơ. Nhớ khoảnh khắc ấy, lúc ánh mắt ấy, ôi những bối rối cứ thế tiếp nối. Em vẫn nhớ, em vẫn nhớ anh từng nói anh chỉ có mỗi em. Để anh đi xa em, anh đi xa em cũng chẳng thể níu kéo. Gu chị Tiên, tới bây giờ là thực sự là ganh tị nha, tự sáng tác mà rất chất lượng, rất là hay. Tiên tin và mong rằng nha, với cái phần lộ diện này rần rần trên mạng xã hội nha, hai bài hát tiếp theo nó rất có những cái lượng. Điều mà nó xảy ra ở đúng chỗ á, dạ. Nó sẽ tạo một cái hiệu ứng tốt. Thật ra nhìn Ngân là biết là Ngân rất là buồn, nhưng mà em hãy nghĩ đây là một cái nơi mà khán giả sẽ nhìn thấy em rõ hơn và yêu thương em nhiều hơn nữa, dạ. Cảm ơn chị. Nhưng mà chị vẫn, em vẫn dỗ chị nhá. Ừ, nhưng mà chị biết là Ngân rất là buồn, nhưng mà không sao hết, đâu có gì không đâu. Không sao, dẫn em đi uống trà sữa là được rồi. Em dễ dỗ lắm. Cho ôm như một cái nhé. Yeah.